biết mai mình ngồi bên nhau chưa dám nói nên lời thương tiếc cho nhau hai tâm hồn thơ dài để rồi xa nhau mang nặng mối tình sâu. Đêm nay anh ngồi một mình ôn lại kỷ niệm xưa mà lòng nghe thêm vấn hôm nay mình chia sẻ cho anh em vấn đề ghi băng mà cùng lúc hai hoặc ba con máy, ví dụ mình cho ba con máy đi thì thậm chí là bốn con máy, thì có nhiều anh em thì họ ghi băng mà để giao lưu để bán á, thì họ sẽ chia cái tín hiệu ra, tín hiệu ở đằng sau của CD hoặc là đằng sau ở băng cối ra nhiều đầu máy để người ta ghi. Như vậy là cái sự hiệu quả sẽ không có, và có thể thử, mình phải trải nghiệm. Chứ giờ bây giờ mình nói bằng lời, bằng lý thuyết không thì nó cũng nó không mang tính chất trung thực không. Mình thì trải nghiệm rồi, bây giờ mình chia sẻ thôi. Khi chúng ta chia tín hiệu như vậy á thì cái chất lượng ghi nó sẽ bị suy giảm, chắc chắn là như thế, và hãy thử và trải nghiệm. Cho nên là mình ghi ba con máy nhưng mình sẽ không chia tín hiệu mà phải like tín hiệu, là hoàn toàn khác nhau nha. Bây giờ ví dụ như vậy, cái này là phải check và phải kiểm tra chứ không phải là cứ gắn là được. Ví dụ như là con máy tính mình làm nguồn phát đây, nó là một cái cơ phát bình thường thôi, tín hiệu thôi, mình lấy qua đây là đi optical để nó làm cái mồi giải mã đi, đúng không? Nó giống như một cái đầu CD cỏ bình thường thôi, nhưng mà cái chất âm nó đạt được thì nó sẽ phụ thuộc vào tầng bề rề của con máy cassette. Ví dụ như con này mình làm bề rề, tại vì nó có suột, nó ba từ mà, nó đang chạy cái băng này có nghĩa là nó đang chạy ngầm, mình không có kiểm tra tép nó, thì mình chỉ kiểm tra ở đoạn đầu thôi, và cái đầu này là cái đầu mà phải đỡ ở chế độ suột thì cũng băng là phản băng tốt. Tại vì khi nó chạy nó sẽ, mình không kiểm tra tép nữa, vì khi mà chúng ta chuyển qua chế độ tép thì cái đầu line này này sẽ bị xì nền ngay, bởi vì trên bản chất của trên cassette, trên cái cuốn băng á, nó đã có xì nền đấy, phải hiểu đấy, từ từ. Mà cái cổng phone của cái đồng chí này á lại là không tốt, này cổng phone của thằng này lại không tốt, cho nên là mình không lấy cổng phone, phải check nha. Cổng phone của thằng này ở so với cổng ở đằng sau á thì nó không bằng, cổng sau rất là hay, cổng phone rất là dở, tiếng nó mỏng, tùy theo con, có con cổng phone đằng trước rất hay, tại vì không biết là do cái hãng nó sản xuất nó tính làm sao, nó like lên mà nó xử lý làm sao mà có những con cổng phone rất là ok, có những con cổng phone nó mỏng tiếng lắm, nó to, nó bự lắm, nhưng mà ý là cái tiếng không hay. Con này mình kiểm tra thì nó lại không hay, cho nên là mình phải lấy cổng ở đằng sau, cổng layout á, mà layout thì chỉ có một, mình nó chỉ ra được một máy thôi. Như vậy mình sẽ đỡ tới suột, thằng này làm rề qua cái thằng V9000 đi. Mình cho thằng V9000 là line in vào, thằng này bật suột rồi, thì thằng này line in thì chúng ta hoàn toàn có thể kiểm tra tép suột, và bên này là có thể là ghi. Mình không bị chia nữa, mà mình chỉ like thôi, like từ cái chuột con này qua thằng này ghi, giống như thằng trước làm rề rồi. Cho nên là phải kiểm tra mỗi con máy, ví dụ như mỗi con máy làm rề thì sẽ mang một chất âm khác nhau nha. Tại vì cái này mình làm trong cái chuyên cái ngành cassette nên mình trải nghiệm rất là nhiều. Mấy cái dòng build, mấy dòng Akai mà để làm rề ba từ á thì rất là ok, có nghĩa là nó làm rề thôi. Chứ những cái dòng đời cũ như là 750, 730, 750, 760 chẳng hạn là những đời cao, nhưng mà nó lại là những đời cũ nên là cái nền ghi nó không tốt. Con này thì nền ghi rất là tốt. Nên là lưu ý cái điều đó. Những cái con đèn tia này lại là nền ghi rất là tốt. Nghĩa là nó ghi nó phát, mình nghe nó có vẻ nó dày hơn CD trực tiếp một xíu thôi, nhưng mà khi mà bỏ bên con khác phát thì cái nền âm rất là tốt. Và mình phải check, mình kiểm tra rất là nhiều máy như thế thì nó mới ra được vấn đề. Chứ còn bây giờ mình nói không, có một vài con máy hoặc là trải nghiệm một vài con thì không nói được vấn đề đó đâu.
phải trải nghiệm 10-20 con cùng model đó, rồi chúng ta rút ra kinh nghiệm, rồi chúng ta qua một thời gian trải nghiệm rất dài để chúng ta chắt lọc lại những cái hay nhất. Rồi xong. Con này thì có một cổng ao, ao sao đít, đúng không? Chúng ta lái cổng ao của thằng này đi vào cổng in của thằng này, lái cổng ao thằng này đi ra thằng này. Ao thằng này là ao suột, cho nên băng nó đang ghi là ghi ngầm nha, nhắc lại chứ nó không phải là ghi ở tép đâu nha. Đèn là đèn ở suột, cho nên chúng ta căng ở tép trước, xong chúng ta bật ở suột, xong chúng ta căng cái thằng này lại, có nghĩa là làm sao cho nó đều hết. Rồi bắt đầu cái cổng phone của thằng này chúng ta đưa vào thằng này, cổng in của thằng này chúng ta ghi thế thôi. Bây giờ chúng ta chuyển đi ha. Đây này, suột này, cassette này, cái con CTA9D này ghi băng rất là ấn tượng. Với lại nó có cái mức auto bias level equalizer đó, nói chung là nó nhiều chức năng rất là hay. Bắt đầu chúng ta lấy cổng phone, mà cổng phone cái thằng D5000 này nó rất là tốt. Mình check cổng phone với lại cổng ứng sau đít thì cái cổng phone ứng trước nó cũng rất là ok, chứ không phải con nào có những con, ví dụ như một con 1008 D5 1008 chẳng hạn, nó cổng phone lại không bằng. Chúng ta phải lưu ý điều đó, chúng ta phải kiểm tra giữa cổng phone và cổng sau đít. Nếu mà thứ nhất là sự cân bằng về âm thanh, thứ hai nữa là thứ nhất là channel, thứ hai nữa là về vấn đề trung âm và các dãy tầng á, chúng ta nghe cảm thấy chúng ta thích thôi, chứ đừng có phân tích nhiều quá âm thanh. Mà bass sâu, mid ngọt, chép tơi nhuyễn thì nó phiền phức lắm. Chúng ta chỉ cảm thấy nghe nó chúng ta cảm thấy thích là được, cái âm thanh mà cứ nghe thích là được, không? Cho nên là chúng ta phải lưu ý là chia như thế. Nếu chúng ta muốn trong đây là ví dụ như mình đang ba đầu ghi thì buộc một đầu ghi ngầm, sau đó chúng ta lấy băng này ra, chúng ta kiểm tra lại từ đầu, nghe từng đoạn xem. Nhưng con này đang ở tép rồi, chúng ta đâu còn kiểm tra nữa, con này cũng đang ở tép rồi, chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được. Bây giờ nếu mà giả sử như có một cái đầu ghi thứ tư nữa thì chúng ta xử lý bằng cái nào? Thằng này không lấy được cổng phone này nó dở, chứ cổng phone này mà nó hay thì rất là ok, quá mình lấy thêm cổng phone nữa ra được cái đầu máy nữa. Như vậy là chúng ta sẽ lấy được cái cổng từ này, cổng phone thằng này, thằng phone V của 9000 rất là hay. Và khi đó chúng ta ghi, chúng ta sẽ đỡ suột và chúng ta căng cái đầu thứ tư làm sao cho nó đều đèn hết là được. Tại vì chúng ta nó chỉ có nút ba lăng mà, chúng ta căng làm sao cho nó đều hết ở tép. Như vậy là chúng ta ghi, và khi chúng ta để ở suột của con V9000 thì chúng ta phải buộc cuốn băng nó là phải cuốn băng sạch và cuốn băng rất là ngon, để chúng ta không cần phải kiểm tra nữa, và nó phải chạy rất là sạch sẽ, đầu từ mọi thứ đều ok hết, không ghi ngầm được. Và băng mà băng tốt thì mới ghi ngầm được, nghĩa là nó đang ở trên suột thì chúng ta sẽ ghi ra, nó sẽ không bị si hao tín hiệu. Thay vì chúng ta chia ra, phải không? Ví dụ giả sử như chúng ta một đầu CD, anh em thì thường ra mua 4-5 cái jack thì ta chia ra cho 4 cái đầu ghi phát là trớt quốc rồi, nó vẫn ra tiếng nhưng thật ra chất lượng âm thanh nó sẽ không còn đạt như một cái đầu ghi đâu. Cái này thử nha, thử trải nghiệm đi, mình chia sẻ những cái gì mình biết thôi, chứ mình cũng chả hay ho gì đâu. Nói chung là biết gì mình chia sẻ, có lúc cũng không sai, mình học hỏi lại. Con này cũng vậy, con này cổng phone rất là dở, con phone này không làm gì được, cho nên là chúng ta chỉ có một cái đầu ra thôi. Nó đang hát là hát cái này, đúng không? Này output cassette này, tép này, suột này. Chúng ta chọn selector tại mình có hộp chuyển qua cái âm ly, tại vì cái hộp này chỉ để test máy thôi, chứ nó không liên quan tới vấn đề ghi cả, nó chỉ liên quan tới phần nghe thôi. Nếu chúng ta không hộp chia này, chúng ta đi thẳng á, không cần phải dùng hộp chia á, thì tín hiệu rất là tốt. Hộp chia thì nó chỉ là giải pháp thôi, giải pháp tạm thời chứ không bằng đi thẳng đâu. Nhưng mà mình thì mình hay test máy nên mình phải cần cái hộp chia này. Xem này, làm sao cho em vui, còn ai cho em vui, bằng môi trên đôi môi, ôi
các dòng máy ghi băng V7000, 7010, 8000 với lại V9000 ghi băng thì mình cảm thấy rất là ấn tượng, rất tốt. Cái tiếng trung âm nó rất là mềm. Sony ghi cũng rất là hay, máy dòng 3 số 2 trở lên. Vì cái dòng nó có một cái ưu và nhược điểm, không phải cái nào nó không có ưu điểm hết, đúng không? Sony ghi băng rất là ok, tại vì nó cái nội nền âm nó rất là tốt, độ chính xác âm thanh nó cao lắm. Ok, hết rồi. Như vậy là chúng ta cũng băng này ghi, chúng ta lấy cũng băng mà ghi mà ở suột này, chúng ta check lại là chúng ta biết ngay có gì đâu. Cũng bạn đấy thôi, chúng ta thử nha. Đây là ghi về 9000, ok. Check lại cái đoạn cuối, mấy cái đoạn cuối á, chúng ta biết ngay. Đoạn cuối băng á. Nên ghi băng phải biết cách nữa, biết cách like ra. Mưa thầm rơi trong đời. Bỏ đi. Đêm nay trên phố mưa tới ghi ngầm này, chúng ta hoàn toàn có thể chấp nhận luôn. Tại vì mình ghi ngầm thì mình không kiểm tra được tép xuống nó đâu. Con này này ghi ở tép, chúng ta nhìn thấy được tép này. Con này ghi trên Pioneer, ta tua ghi lại thôi. Nó check nó như vậy là biết ngay gì đâu. Băng hư, băng đoạn cuối, cái đoạn cuối cùng đó, nó hay bị hư lắm. Cuốn nào cũng hay bị băng một nước mà. Đêm nay trên phố mưa tới bời, lòng nghe tao nhớ nhung đầy vơi. Làm sao cho em vui, còn ai cho em vui, bằng môi trên đôi môi ôi tuyệt vời. Đêm nay anh biết em thương. Nhìn mưa rơi thầm mơ ta chung đôi, lệ hoen trên mi môi bao giờ biết còn ai vui đêm nay. Đó, mình con ghi là trên Pioneer này, thả lên đây xíu để mình lưu lại. Nó nhầm, anh ghi lên tiếp nè, cái gì đâu, nó như một hết rồi, rất là hay đúng không? Nhìn mưa rơi thầm mơ ta chung đôi, lệ hoen trên mi môi bao giờ biết còn ai vui đêm nay, biết còn ai vui đêm để cho anh yêu.
Với lại khi ghi chúng ta nhớ đấu trái phải nó phải trùng nhau nha. Tại vì mình ghi đây là mình đấu từ cái cổng phone á. Cổng phone nên là mình đấu lung tung. Nên là không có trái phải gì. Trái phải trái gì tùm lum. Ghi mà lúc ghi mình check mình thấy cái đèn là mình biết là nó đã bị lệch kênh. Tại vì cái nguồn của mình đó là nó không có đúng đâu. Thì nghe ba cái nhạc bolero của mình trước kia mình thấy nó tương tương thôi chứ. Cái tần số ra với lại cái kênh ra nó vẫn bị lệch xíu kệ nó. Nó lệch đâu nhiều đâu, từ mình lấy từ nguồn số ra ghi mấy cái băng gốc á, anh em cho chia lại thì mình chép về mình đánh ra anh tiếng rất là ok, tiếng rất là tốt. Chứ còn máy nhạc mạng nghe qua tầng tầng qua cassette player nó xử lý một phần thôi, chứ còn tầng nó không bằng mấy cái đĩa gốc, đĩa tốt mà nó vẫn tiếng nó vẫn êm hơn. Ok, xin cảm ơn. Vậy về anh em nào ghi ba ống máy nhớ lưu ý nha, đừng có chia một tín hiệu ra nhiều nhiều đường, mà hãy là hãy like nó để nó không bị suy hao tín hiệu đó. Chúng ta qua tầng rề thì nó sẽ xử lý âm thanh chứ nó không suy hao được tín hiệu đâu. Chứ còn mà đi mà cứ một cái cổng ra ta mua ổ chia một máy mà chia ra cho ba bốn máy ghi là chết thiêu, tín hiệu suy hao liền. Cho dù là cái ổ chia đó là thụ động hay chủ động, thụ động là không có điện mà chủ động có điện thì nó sẽ có cái độ nhiều âm thanh càng lớn, cho nên là chúng ta phải lưu ý ha. Về bạn về chữ nhạc ghi rất là tốt.